nhất lung thiên địa tạng thân tiểu, vạn lý phong vân cử mục tần, hỏi sao sao lụy cơ trần, bận tài bay nhảy xót thân tam bồng, nào khi vỗ cánh rìa gấm thoát vô thiên trong vòng lao lụ, chim quanh đỏ vẫy vùng dầu băng, đàn loan kia túc tắc cảnh đàn, mặc bay đông ngữ tây đàn, chờ khi phong tiện dứt giảm vân lụ, bay thẳng cánh quân chủ tiêu thản, phá vọng vây làm bạn yên vui, giang sơn khắc diệt chi. Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Nguyễn Hữu Cầu là thủ lĩnh một cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đằng Hoài vào giữa thế kỷ 18. Ông là người xã Lôi Đồng, nay thuộc xã Tân An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Nguyễn Hữu Cầu xuất thân trong gia đình nông dân nghèo, nhưng ông là người có tài cả văn kiêm võ, lại bơi lội rất giỏi nên được gọi là quận he. He là tên loài cá ở Biển Đông, bởi Hữu Cầu bơi khỏe và hùng dũng nên được gọi như vậy. Vì nhà nghèo nên có thời gian ông đi làm cướp. Sau theo Nguyễn Cừ khởi nghĩa và được Nguyễn Cừ yêu quý gả con gái là Nguyễn Thị Quỳnh cho. Chẳng bao lâu ông nổi tiếng là viên tướng giỏi võ nghệ, dũng cảm, gan dạ và nhiều mưu lược. Khi Nguyễn Cừ bị bắt, Nguyễn Hữu Cầu đem thủ hạ về giữ núi Đồ Sơn và đất Vân Đồn. Năm 1743, quận He giết được Thủy Đạo đốc binh là Trịnh Bảng, tự xưng làm Đông Đạo Thống Quốc Bảo Dân Đại Tướng Quân, thanh thế lừng lẫy. Sau đó bị Hoàng Ngũ Phúc đem binh đến vây ở núi Đồ Sơn. Hữu Cầu phá vây về đánh lấy thành Kinh Bắc. Trấn phủ là Trần Đình Cầm và đốc đồng là Vũ Phương Đề đánh thua ở Thị Cầu, phải bỏ ấn tín mà chạy. Năm 1746, quận He cử người đem vàng về đút lót cho Đỗ Thế Giai và người nội giám là Nguyễn Phương Đĩnh để xin hàng. Trịnh Doanh thuận cho và lại phong làm Hướng Nghĩa Hầu. Hữu Cầu nuốt nhục hầu chúa. Khi về kinh thành định vượt ngục nhưng không thành. Tháng 3 năm 1751, ông bị hành hình. Chuyện xưa kể lại rằng, thuở nhỏ, Nguyễn Hữu Cầu và Phạm Đình Trọng cùng học một trường. Trọng thường được thầy khen, nhưng riêng Cầu thì vẫn không phục Trọng. Một hôm, thầy đi đám và cho Cầu với Trọng cùng theo. Lúc về, nhà đám biếu thầy một cái thủ lợn. Cầu và Trọng tị nạnh nhau mãi không ai chịu sách. Thầy thấy vậy liền ra một câu đối bảo, hễ ai đối hay thì miễn sách. Thầy đọc Huề Chu Thủ, nghĩa là sách đầu lợn. Ngay lúc đó Trọng đối lại Phan Long Lân, nghĩa là vin vẩy rồng. Còn Cầu thì đối Phá Tần Diệt Sở. Nghe xong, ông thầy liền cầm cái quạt gõ vào đầu Nguyễn Hữu Cầu và chê câu ấy chẳng đâu vào đâu cả mà lại thừa chữ. Rồi thầy bắt Cầu phải sách thủ lợn. Nhưng Cầu vẫn gân cổ cãi, tôi đối sai thật, nhưng ý tôi là muốn bóc vảy rồng kia, chứ không thèm vin vảy rồng như thằng chồng. Một hôm khác, thầy lại ra một câu đối, 10 rằm trăng nóng, 16 trăng treo. Trọng đối rằng, tháng riêng rét dài, tháng 2 rét lộc. Còn Cầu thì đối bừa là, tháng 10 sấm rạp, tháng chạp sấm đồng. Thầy nghe xong bảo, thằng Trọng có khẩu khí làm quan to, còn thằng Cầu thì chỉ làm giặc. Rồi sau đó, ông thầy sợ không nhận dạy Cầu nữa. Nhân lúc ra chơi, Trọng nói với Cầu, tao sẽ cầm quân tiêu diệt mày. Nếu tao làm giặc thì tao sẽ đánh tan những đứa ra luồn vào cuối. Nguyễn Hữu Cầu đáp lại như vậy. Quả nhiên về sau, khi Cầu làm lãnh tụ khởi nghĩa nông dân, Trọng và Cầu là hai tay kình địch nhau đến cùng. Khi Cầu đã theo học ông thầy khác, một hôm nhà có việc phải mổ bò hết khách, nhân đó ra cho học trò câu đối rằng, tề hoàng ngưu, nghĩa là giết bò vàng. Nghe xong, Cầu nhanh nhảu đối ngay, chảm bạch xà, nghĩa là chém rắn trắng. Nghe vậy, ông thầy lắc đầu bảo đối sai luật. Cầu đáp, tôi chỉ cốt lấy ý chứ không cần luật. Và lại giết bò vàng đối với chém rắn trắng mà không đúng luật à? Thế thì mày có chí lớn đấy, cố lên con ạ. Ông thầy khen. Sau đó Nguyễn Hữu Cầu bỏ văn theo học nghề võ. Khoảng năm 1731, Cầu tham gia phong trào nông dân khởi nghĩa do Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ lãnh đạo.
được Nguyễn Cử hết sức yêu mến, và chẳng bao lâu sau, Nguyễn Hữu Cầu trở thành viên tướng nổi tiếng về tài võ nghệ và mưu lược, từng nhiều phen làm cho quan quân triều đình vua Lê chúa Trịnh phải bạt vía kinh hồn. Lời bàn. Trưởng thành trong hoàn cảnh chế độ phong kiến Việt Nam thời hậu Lê đang ở buổi suy tàn, trăm họ rơi vào cảnh lầm than bởi chiến tranh liên miên giữa hai tập đoàn phong kiến ở đàng ngoài do chúa Trịnh cầm đầu và ở đàng trong là chúa Nguyễn. Với tấm lòng thương dân, Nguyễn Hữu Cầu đã trở thành thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa và được đông đảo nông dân hưởng ứng, khiến quân Trịnh điêu đứng. Tiếc thay, về sau ông bị kẻ đối đầu là người bạn học thuở thiếu thời hãm hại và bị bắt giải về Thăng Long. Theo sử cũ còn lưu lại thì trong những ngày bị giam cầm tại Thăng Long, Nguyễn Hữu Cầu đã có ý định tổ chức vượt ngục nhưng không thành. Anh hùng lỡ vận, nhưng trong ngục tối, Nguyễn Hữu Cầu vẫn giữ vững khí phách quật cường của mình. Tháng 3 năm 1751, Nguyễn Hữu Cầu bị Trịnh Doanh xử tử. Nhưng trong ký ức bất diệt của nhân dân, tên tuổi của ông vẫn mãi mãi tỏa sáng. Nguyễn Hữu Cầu không còn nữa, nhưng chí khí kiêu hùng bất khuất của ông đã thể hiện ở bài thơ Chim trong lòng khi ông bị bắt thì còn mãi với muôn đời sau. Nguyễn Hữu Cầu, tiếng gọi ấy đã trở nên quá thân thương và quen thuộc với biết bao thế hệ học sinh gắn bó với mái trường này. Mỗi khi âm thanh ấy vang lên, chắc hẳn sẽ có những người không khỏi bồi hồi, khắc khoải về một vùng ký ức đầy nụ cười và nước mắt. Nguyễn Hữu Cầu ơi, sao thân thương đến vậy? Thân thương đến độ chúng ta từng nghĩ sẽ không bao giờ phải rời xa nơi đây. Có lẽ mãi mãi trong chúng ta, Nguyễn Hữu Cầu là một phần đời không thể nào lãng quên. Tất cả chúng ta, ai cũng yêu mến mái trường này. Thế nhưng, chắc hẳn bạn cũng như tôi, chưa có điều kiện để tìm hiểu về những thăng trầm, thay đổi của mái trường Nguyễn Hữu Cầu này qua bao năm tháng. Chắc hẳn, ai cũng từng băn khoăn rằng, trường của chúng ta có từ khi nào? Xuôi về quá khứ, trường của chúng ta là tiền thân của trường Trung Mỹ Tây, tọa lạc ở một vùng quê vốn có truyền thống cách mạng và hiếu học, vùng 18 thôn Vườn Trầu, Bà Điểm, Hóc Môn. Vào những năm 1960, trường chỉ có bậc tiểu học với tên gọi chính thức là Trường Tiểu học Cộng đồng Trung Mỹ Tây. Một thời gian sau, trường Trung Mỹ Tây được tách cấp, hình thành một ngôi trường mới, đó là trường Trung học Công lập Nhất Linh. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, trường được chính quyền cách mạng tiếp quản, đổi tên thành trường cấp 3 Nguyễn Hữu Cầu. Đến năm 2001, tên gọi chính thức của trường là trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cầu. Ngôi trường Nguyễn Hữu Cầu, những ngày đầu rất khác với hình ảnh bây giờ chúng ta thấy. Nơi đây đã lưu dấu rất nhiều kỷ niệm của biết bao thế hệ học sinh từ thời đất nước còn muôn vàn khó khăn cho đến ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhìn lại những hình ảnh của trường Nguyễn Hữu Cầu trong quá khứ, tuy cũ kỹ, rêu rông nhưng lại vô cùng trân quý. Các bạn có thấy những hình ảnh này rất khác với mái trường Nguyễn Hữu Cầu hiện tại không? Có lẽ những hình ảnh các bạn đang thấy, nó là thanh xuân của ba, mẹ, anh, chị hay những cô chú mà các bạn không nghĩ ra họ đã trưởng thành tại mái nhà này đâu. Đầu tiên, tên gọi trường được đặt để tưởng nhớ người anh hùng Nguyễn Hữu Cầu, sinh năm 1712, mất năm 1751, là thủ lĩnh một cuộc khởi nghĩa nông dân đàng ngoài vào giữa thế kỷ thứ 18, một trong các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu và lớn nhất thế kỷ 19. Ông là một vị tướng giỏi võ nghệ, dũng cảm và nhiều mưu lược. Các bạn biết không, từ khi thành lập đến nay, trường đã sắp 50 năm tuổi, gần bằng một đời người rồi đấy. Thầy hiệu trưởng đầu tiên sau năm 1975 là thầy Trịnh Văn Giáp. Đến năm 1978, thầy về Hà Nội và làm hiệu trưởng trường Ngô Thị Nhậm. Sau đó, rất nhiều nhiệm kỳ hiệu trưởng khác đã tiếp tục công việc của thầy Giáp, đưa Nguyễn Hữu Cầu từng bước khẳng định vị trí của mình trên bảng thành tích. Từ năm 1978, thầy Nguyễn Hữu Nghi làm hiệu trưởng. Đến đầu tháng 9 năm 1979, thầy về làm hiệu trưởng trường Nguyễn Thượng Hiền. Sau đó, thầy Phạm Minh Sĩ tiếp tục đảm nhận vai trò hiệu trưởng Nguyễn Hữu Cầu đến năm 1980 và để có một mái nhà vang danh như hôm nay. Trong đó, thầy Nguyễn Văn Ngai là người có thời gian gắn bó rất lâu với mái trường Nguyễn Hữu Cầu từ những năm 1975 đến năm 1991. Khi đó, thầy được điều động về Sở Giáo dục Đào tạo thành phố làm việc. Thầy tạm biệt mái trường đã gắn bó 16 năm. Trong cương vị lãnh đạo của sở, thầy vẫn theo dõi từng bước đi, từng nhịp thay đổi của mái trường thân quen. Sau đó, rất nhiều thầy cô khác trong vai trò hiệu trưởng đã tiếp thêm sức mạnh thắp sáng ngọn lửa Nguyễn Hữu Cầu.
Thầy Nguyễn Văn Cương, hiệu trưởng từ năm 1992 đến năm 1996. Thầy Phan Văn Kèo, hiệu trưởng từ năm 1997 đến năm 2002. Thầy Phạm Văn Hùng, hiệu trưởng từ năm 2002 đến năm 2008. Thầy Trần Minh Triết, hiệu trưởng từ năm 2008 đến năm 2012. Thầy Nguyễn Minh Triết, hiệu trưởng từ năm 2012 đến năm 2017. Và cô Nguyễn Thị Ánh Mai, hiệu trưởng từ năm 2017 đến nay. Để có được một Nguyễn Hữu Cầu như hôm nay, rất nhiều các thầy cô với những cương vị khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một tình yêu, một tâm huyết, một nguyện vọng là giữ mãi ngọn lửa Nguyễn Hữu Cầu luôn cháy rực trong trái tim của các thế hệ đã qua và các thế hệ sắp tới. Năm 2016 có một sự thay đổi lớn lao, đem lại nhiều cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Trường chúng ta chuyển sang địa điểm mới, hiện tại trường tọa lạc số 3, đường Tô Ký, ấp Mỹ Huệ, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, địa điểm cách trường cũ không xa. Sự thay đổi này tạo cơ hội cho các thế hệ học sinh có đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất để học tập tốt hơn, nhưng đối với những thế hệ đi trước thì đem lại rất nhiều tiếc nuối. Nhưng dù sao, tất cả chúng ta sẽ cố gắng giữ lại những truyền thống đẹp đẽ của mái trường thân yêu này, để mãi mãi tiếng gọi Nguyễn Hữu Cầu khi vang lên, dù ở đâu, dù ở thế hệ nào, cũng là những âm thanh tha thiết và trìu mến. Mái trường Nguyễn Hữu Cầu ngày hôm nay, với diện mạo khang trang, trẻ trung, năng động, vừa là môi trường học tập, vừa là môi trường để tất cả chúng ta phát huy những năng khiếu, khám phá những sở trường riêng của bản thân. Nguyễn Hữu Cầu mãi là nơi nuôi dưỡng những ước mơ, những đam mê trong mỗi trái tim của biết bao thế hệ. Một hoàng trường xưa đang là thời gian ngoài đường.